Hello, chào tất cả các cháu. Hello, chào tất cả các cháu nhà chú Minh. Hello, chủ nhà. Cả nhà ăn tối chưa? Chào cháu nhá. Các cháu đã kịp ăn tối không? Chưa kịp ăn tối mà vào đây học cùng chú Minh thì hơi bị căng. Mà đứa nào mà ăn tối rồi thì vào đây học. Tối nay mình cày full cái đề Sở Giáo dục Hưng Yên nhá. Tối nay mình chiến hết 40 câu luôn. Tối nay. Ok. Hello, chào Huỳnh Thông, chào Anh Ánh, chào Cấn Tùng Chi, chào Đặng Thu Thủy, chào Huỳnh Thông. Chào Lâm Hoàng, chào Ngô Thị Bích, chào Huỳnh Thông. Hello, chào cả nhà. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ giải full cái đề Sở Giáo dục Hưng Yên mới nhất. Các cháu hãy share lại video này bởi nó free ạ. Và giúp chú Minh tag các bạn của cháu vào trong video này vậy ạ. Thank you cả nhà. Hello. Music á? Thôi music gì? Học luôn. Không cần music, music supply đấy. Chào Lê Thị Truyền, chào Duyên Nguyễn, chào Ngô Tuấn, chào Đạt Còi Lưu Lưu. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi cái buổi live stream của chú Minh Mưa Linh. À, chữa đề Sở Giáo dục của Hưng Yên mới thi. Ok, thấy nhiều đứa điểm danh lắm rồi. Sao cháu có máu chữa full đề không ạ? Cháu nào máu chữa full đề thì chấm cái nhỉ? Cho mạnh mẽ rồi mình vào chữa full nhỉ? Đứa nào thích tặng quà không nhỉ? Cháu ơi. Hello. Đâu hết rồi, đi đâu hết rồi, đi đâu hết rồi. Đi chơi hết rồi là đi chơi hết rồi. Chào Kim Loại Kiều là ma dê. Chịu rồi, chịu Ngô Tuấn rồi đấy. Chịu cháu rồi đấy. Cái này chú chịu. Này chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu chữa full cái đề Hưng Yên. Không biết là các cháu đã làm đề chưa? Các cháu có thể lấy file đề ở ngay trên fanpage của chúng mình nhá. Đợi cho mình một chút xíu. Hello. Uầy, comment gì nhanh thế? Full HD không che, đúng rồi, chính xác. Chào Trần Tạo, chào Võ Ngọc Thạch. Chào hỏi nhau một chút đi rồi mình bắt đầu học nào. Chào hỏi nhau một chút xíu đi ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang share video live stream này của chúng mình ạ. Hãy share nó bởi vì đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn và các cháu vào trong video live stream này vậy ạ. Bởi vì làm sao ạ? Chúng mình luôn luôn có những skill kinh điển nhất, những skill chất nhất để dành cho các cháu. Để hơi lệch chút, đây chúng mình chỉnh cho bớt lệch. Đấy. Hôm nay nét chưa? Các bạn thấy nét không ạ? Thấy nét thì chấm cái, mà thấy không nét thì cũng chấm cái. Chấm cái để chúng mình xem nào. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi buổi học của chú Minh Mialin ạ. Ok ạ. Đợi chúng mình một chút xíu nha. Ok. Chúng mình xem lên trên tường cho các bạn đã nhìn thấy chúng mình đã. Ok.
Ok. Chào chú ạ. À, chú đi này. Vâng. Ok. Yes. Nào. Tặng quà đầu buổi. À, bạn nào chọn bằng hỏi mọi người cho mình hỏi khi thi học kỳ được 7 đến khi thi trung học phổ thông quốc gia có lên được 8 không? Hơi khó cháu ạ. Bởi vì đề học kỳ thì nó thường hay dễ hơn đề thi trung học phổ thông quốc gia. Thế mà cháu mà thi được 7 mà đề thi trung học phổ thông quốc gia lên được 8 thì hơi khó. Ok. Cày hết sức đấy, cày hết sức thì mới được đấy ạ. Ok, hôm nay chúng mình sẽ tặng quà cho tất cả các cháu nào mà share video live stream của chúng mình lại về tường và comment đáp án câu số 41 nhá. Một món quà đấy là đúng không? Ui, đây là sở em Trần Minh Dương à. Thế thì Trần Minh Dương tag các bạn vào đây nhá. Thì hôm nay chúng mình sẽ gửi quà cho tất cả các cháu nào mà comment đáp án câu số 41 bắt đầu tính từ bây giờ cả. Bắt đầu tính từ bây giờ nhá. Comment đáp án câu số 41 và share video live stream này lại về tường. Hello, chào Hà Thu Diệu. Đây có phải là sở của Thu Diệu không? Đây sở Hưng Yên này. Đây Trần Thị Diễm này, Trần Thị Diễm comment này rồi. Gửi quà cho Trần Diễm. Tối nay chúng ta chiến full 40 câu ạ. Tối mai thì chúng ta sẽ chiến với cái đề sở Hà Nội nhá. Diễm chưa xe, chưa có quà. Xe có quà. Hello chào lại tài xe video live stream chúng mình chưa? Lại tài Bắc Giang đây. Bắc Giang nhưng chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Hello chào Ngô Tuấn. Bước 1 phải xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án mới có quà. Ngô Tuấn cũng chưa xe. Các cháu này mới học chúng mình nên chưa hiểu rồi. Chào Hoàng Jin, top fan chúng mình xem là top fan xe chưa? Top fan cũng chưa xe, chưa xe, chưa có quà. Hello, chào Xuân Bình, một top fan nữa. Một top fan Xuân Bình này không biết đã xe chưa đây. Bước 1 xe video, đây Xuân Bình xe rồi đây. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án, đây chúng mình tặng quà cho Xuân Bình. Tóm tắt lý thuyết hóa 12, cháu đầu tiên được tặng quà buổi tối ngày hôm nay. À, bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án thì sẽ nhận được quà. Chúng mình xin phép ở câu số 1 là chúng mình tặng quà cho 20 cháu đầu tiên nhá. 20 cháu đầu tiên may mắn nhất xe video live stream lại về tường sẽ nhận được quà của chúng mình ạ. Lê Nhật Hảo chưa xe. Các cháu nhớ phải để xe để chế độ public thì chúng mình mới thấy được, chứ nếu mà để chế độ bạn bè thì chúng mình không thấy đâu. Đây Trần Anh Đài xe rồi đây. Gửi quà cho Trần Anh Đài. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là ngay lập tức sẽ nhận được quà của chúng mình luôn ạ. Đấy, quà chúng mình gửi đấy ạ. Ly Hồng Anh đây rồi, Ly Hồng Anh comment rồi. Comment mạnh mẽ này các cháu ơi. À, cái việc mà các cháu comment mạnh mẽ nhất thì sẽ giúp cho chú Minh có một nguồn động lực vô hạn để chú Minh giải full 40 câu đề sở này cho các cháu ạ. Đấy, Ly Hồng Anh này, chào Duyên Nguyễn nhá. Hello, chào Duyên Nguyễn xe chưa? Duyên Nguyễn xe rồi, gửi quà cho Duyên Nguyễn đây. Gửi quà cho Duyên Nguyễn đây. Ok. Hello, chào Duyên Nguyễn. Ok. À, chào Ngô Thị Bích nhá. Hello, chào Ngô Thị Bích. Ngô Thị Bích xe chưa? Ngô Thị Bích xe rồi, gửi quà cho Ngô Thị Bích. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu số 41 ạ. Chúng mình không quan tâm đúng hay sai ạ. Chúng mình chỉ quan tâm là cháu có comment được hay không được. Hà Thu Dịu này, hello chào Hà Thu Dịu này. Hà Thu Dịu xe video live stream chúng mình lại về tường chưa? Dịu thì chắc chắn là xe rồi, yên tâm đúng không ạ? Đây, chọn bộ kiến thức đây, bây giờ lại tóm tắt lý thuyết hóa 12 gửi quà cho Hà Thu Dịu đây. Ok, Hà Thu Dịu. À, Hạnh đang ôn thi. À, cảm ơn tất cả các cháu đã đang share video live stream chúng mình lại về tường ạ. Các cháu giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Bởi vì là 20 câu đầu tiên là 20 câu mà chú Minh sẽ sử dụng các skill để giúp cho các cháu chống mất gốc ạ. Đây, đề sở Hưng Yên đây. Gửi quà cho Nguyễn Sang. Hello Nguyễn Sang, chú Minh gửi quà cho cháu. Đấy, phần tóm tắt lý thuyết hóa. Ok, gửi quà cho Nguyễn Sang này. Hà Thu Diệu không phải là đề sở của Hà Thu Diệu à. Hello, chào Phạm Phương Anh. Ui, bây giờ mới đến đây. Mình hỏi bọn này từ lâu lắm rồi. Vào chào Phạm Phương Anh, Phạm Phương Anh xe video live stream chúng mình lại về tường rồi. Gửi quà cho Phạm Phương Anh này. Trung học phổ thông Phúc Thành này. Ok. Và gửi quà cho Phạm Phương Anh. Các cháu thi chưa? Các cháu thi kết thúc học kỳ chưa? Các cháu thi kết thúc học kỳ chưa? Hữu Hòa chưa xe. À, cháu nào thi kết thúc học kỳ rồi? Bao giờ các cháu thi kết thúc học kỳ? Bao giờ các cháu thi kết thúc học kỳ? Comment cái ngày thi kết thúc học kỳ xuống đây để chúng mình xem cái ạ. Ok ạ. Chúng mình vẫn đang gửi quà, Duyên Nguyễn có quà rồi. Chúng mình vẫn đang gửi quà rất rất nhiều cho các cháu ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án đạt đạt còi lưu lưu ạ. Đạt còi lưu lưu chưa xe ạ. Các cháu ơi, bước 1 xe ạ. Bước 1 xe, bước 2 comment đáp án là có quà. Chào anh Ánh nhá. Hello anh Ánh. Anh Ánh xe rồi. Gửi quà cho anh Ánh. Đây. Gửi quà cho anh Ánh. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án, chúng mình xin phép đầu buổi live stream chúng mình tặng quà cho 20 cháu comment đầu tiên ạ. Chào Phương Anh nhá. Phương Anh xe chưa? Đây Phương Anh xe rồi. Những cái cháu này là những cái tên rất là quen nên chúng mình biết là cháu này, những cháu này xe rồi đây. Hello Phương Anh lần đầu tiên nhận quà của chúng mình nhá. Đấy, gửi quà cho Phương Anh. Đấy, bước 1 xe với tôi, Duyên Nguyễn có quà rồi. Rau và quả, rau và quả. Rau và quả là 2K3, offline chúng mình chưa xe ứ có quà.
À, chào Tạ Hoài Việt, đây Tạ Hoài Việt, đây Tạ Hoài Việt có quà luôn. Tạ Hoài Việt chưa xe ứ có quà rồi cháu ơi. Hello, chào Long Ấn cơ mật, Long Ẩn. Ui, cháu này xe rồi, gửi quà luôn cho cháu ạ. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ, thì sẽ nhận được quà. Ok ạ, đấy chúng mình gửi quà rất rất nhiều dành cho các cháu đây ạ. Xin phép các cháu chúng mình gửi quà cho hai bạn nữa thôi nhé, rồi mình bắt đầu vào học. Chào Trang Hoàng nhé, chúng mình gửi quà cho hai bạn nữa thôi ạ. Trang Hoàng chưa xe rồi, mặc dù mặt rất xinh nhưng cháu chưa xe. Gấu ạ, gấu xe chưa ạ? Gấu xe chưa? À thi xong rồi, vậy chúng ta chỉ còn thi trung học thông quốc gia. Gấu xe rồi, đây gửi quà cho gấu. Ui, gấu cùng quê với lại chú Minh luôn. Tên hay thế chứ lại. Ai cũng gọi cháu là gấu, sướng nhờ. Thế là mình có gấu rồi đúng không? Hello, chào Bùi Thơm 4QP không biết là cái gì. May thế cháu này chưa xe ạ. Cháu này chưa xe chưa có quà, Long Ấn có quà rồi. Tạ Hoài Việt này. Hello, chào Tạ Hoài Việt, Tạ Hoài Việt xe chưa? À Tạ Hoài Việt cũng chưa xe, chưa có quà. Minh Nhật gửi rồi. Iren Bùi xem nào. Iren Bùi xe video live stream chúng mình chưa? Iren Bùi xe rồi. Gửi quà cho Iren Bùi là cháu này là xong nhá. Các cháu ơi, các cái mức quà của chúng mình như thế này này. Câu số 1 chúng mình sẽ gửi quà cho 20 bạn nhanh nhất. Sau đó đến câu số 50 chúng mình sẽ gửi quà tiếp cho 10 bạn nhiều 10 bạn nhiệt tình comment đáp án nhất và share video live stream chúng mình lại về tường nhá, để chúng mình thuộc tên ạ. Cái nhiệt tình nhất được tính bằng cách là chúng mình nhiệt thuộc tên của cháu ạ. Nhiệt tình comment đáp án và share video live stream lại về tường thì chúng mình sẽ tặng quà ở các mức như câu 50, câu 60, câu 70 và câu 80 ạ. Nào, cùng chấm một cái để mà tối nay chúng ta giải full đề này. Chúng mình đóng cái cửa này. Alo, các cháu sẵn sàng chưa? Nào, cùng chấm một cái để mình giải full cái đề này. Uống hớp nước rồi mình bắt đầu chiến đấu nha. Ok, sẵn sàng chưa? Ok, cả nhà sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì mình cùng chiến cả. Chấm cái mình cùng chiến là các cháu ơi. Chiến làm sao ạ? Chiến cho nó thật là khủng ạ. Chiến để đề thi năm nay mẹ chúng ta phải trúng tủ hết ạ. Ok, chúng mình dạy thì chúng mình rất thích dạy trúng tủ các cháu. Ok, chiến rồi. Bắt đầu nha, chiến full đề Sở Giáo dục Hưng Yên mới thi. Xem nào, bút nào còn mực, chuẩn bị bút ạ. Ai bút nào còn mực, ok. Máy tính đây rồi, máy tính xịn đây rồi. Ok. Cảm ơn hôm nay chúng mình sẽ chữa full cho các cháu đề Sở Giáo dục Hưng Yên mới nhất ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hãy share nó bởi vì đây là một video livestream free giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này với ạ, để cho các bạn là chống liệt hóa. Ok. Giờ mình sẽ bắt đầu dạy full cái đề Sở Giáo dục Hưng Yên mới nhất nhá. Mới thi xong đấy ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm các cháu? Ui, cái câu này mà dễ lắm. Câu này dễ như thế này mà không làm được thì thôi. Về nhà lấy vợ nhỉ. Con trai thì về nhà lấy vợ, con gái thì về nhà 2 năm 3 lứa rồi chúng mình. Đúng chưa? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Lâu nay không rảnh chơi phây. Được chưa? Lâu nay không rảnh chơi phây. Vậy kim loại kiềm chúng ta là li ti. Được chưa? Li ti ạ. Vừa nãy chúng mình thấy có cháu là tô ma dê. Chán không. Ma dê là kim loại gì ạ? Kiềm thổ ạ. Câu 42. Muối Trung Hòa là muối. Ủa câu này cũng đầy đứa chết ạ. Câu này cũng đầy đứa chết luôn ạ. Muối Trung Hòa là muối gì ạ? Anion gốc axit không còn hydro. Anion gốc axit không còn hydro. Có khả năng phân ly ra ion H cộng. Toang ạ. Dung dịch có pH bằng 7. Dung dịch có pH bằng 7. Không ổn lắm nhỉ. Phân tử không còn hydro. Phân tử không còn hydro. Phân tử thường là các muối trung hòa là trong phân tử của nó à, có một vài muối trung hòa trong phân tử có còn hydro đấy ạ, tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh cũng không hẳn cho lắm. Thế thì muối trung hòa là muối mà dung dịch có pH bằng 7. Ở đây chúng ta chấp nhận còn ion gốc axit không còn, khả năng cao chỗ này là gõ nhầm, khả năng cao chỗ này là gõ nhầm là ion gốc axit mà không còn khả năng phân ly, không còn khả năng phân ly ra ion H cộng, thì như vậy thì A mới đúng ạ. Đấy ạ. Như vậy thì A mới đúng ạ. Được chưa? Đây chúng mình sửa nhé. Là mà là ion là anion gốc axit không còn có khả năng phân ly ra ion H cộng thì cái này chụp đúng. Được chưa? Ok không ạ? Thế còn nếu mà chỗ này chúng mình chắc là chỗ này chúng mình gõ nhầm thôi ạ. Ok. Nào câu số 43. Dãy các kim loại nào sau đây, chắc là chúng mình sẽ check lại đề nhé. Dãy các kim loại nào sau đây sắp xếp theo chiều tính khử của kim loại giảm dần ạ? Sắp xếp theo chiều tính khử của kim loại giảm dần. Sắp xếp theo chiều tính khử kim loại giảm dần.
Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay chúng mình ạ. Hãy share lại video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp cho vi tác các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây, bởi vì ở đây chúng mình đang chống mất gốc khóa. Thank you tất cả các cháu ạ. Nhiệt tình comment đáp án nha. Nào câu 43 nào. Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo chiều tính khử của kim loại giảm dần ạ? Thế thì chúng ta phải đọc ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Nhôm phải mạnh hơn sắt ạ. Loại ạ. Nhôm mạnh hơn sắt, mạnh hơn đồng ạ. Đúng chưa? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa. Được chưa? Vậy 43 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B các cháu nha. B bỏ. Câu 44 ạ. Chất nào dưới đây thuộc loại carbohydrate ạ? Chất nào dưới đây thuộc loại carbohydrate? Thế thì carbohydrate là gồm những thằng nào ạ? Carbohydrate của chúng ta thì gồm những gì ạ? À, glucose đúng không ạ? À, saccharose, fructose, maltose, tinh bột và cellulose ạ. Anh này là protein này. Được chưa? Anh này là chất béo này. Được chưa? Anh này là gì ạ? Polymer này. Còn anh này là gì ạ? Carbohydrate. Vậy carbohydrate là đáp án đúng, là đáp án C. Ok, rất là dễ ạ. Câu 45 ạ. Câu 45 đáp án gì ạ? Câu 45 đáp án gì ạ? Câu 45 đang đáp án gì các chị? Cháu. Ok. 45 đáp án gì ạ? 45 nghe vẻ khá là căng đấy ạ. Độ dẫn điện của kim loại đồng kém hơn kim loại nào sau đây ạ? Đồng thì kém theo thằng nào ạ? Đồng thì kém hơn vàng không ạ? Đồng thì kém theo thằng nào nhất ạ? Đồng thì kém thêm thằng bạc nhất. Bạc đó là dẫn điện nhất, tốt nhất rồi. Được chưa? Đấy, nhiều đứa thế mà toang đấy ạ. Câu 46 ạ. Tính chất 10 câu đầu đừng để sai câu nào các cháu nhé. Tính chất hóa học chung của kim loại là, tính chất hóa học chung của kim loại là, thế các cháu nhìn ví dụ như natri ạ, thì chỉ có lên natri cộng thôi đúng không ạ? Thế thì đây là khử tăng ạ, không lên dương một là tăng ạ, khử tăng, vậy nó là tính khử tăng đúng chưa? Vậy thì hầu hết các kim loại chúng ta thì đều có tính khử. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 47, este không thể nhá, các cháu lưu ý nhé, cái từ đây là từ không thể nhé. Este không thể có công thức là phân tử nào sau đây ạ? Lưu ý cụm từ đây là không thể ạ. Thế thì C3SO2 thì chúng ta vẫn biết là cái thằng este luôn luôn có dạng như vậy, nó thuộc dạng là CnH2nO2 rồi, thì đây là công thức của este. Tương tự ạ, CnH2nO2 cháu này cũng được ạ, cháu này cũng được ạ. Cháu đi hụt đi hydro chúng ta nhìn nó rồi ạ, C4H6O4 là cháu này ạ. C2H4 à đâu cái gì nhỉ? COO CH. Thực ra là cháu này là este2 trước đây. COOCH3 COOCH3 đúng không ạ? Vậy chỉ có cháu gì ạ? C4H10O2 thôi ạ. C4H10O2 là không thể là công thức của este. Các cháu lưu ý nhá. Không thể, để bài bỏ đây là không thể. Thì không không thể công thức phân tử nào là C4H10O2 nhá. Để ý nhá. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây ạ, để chúng mình độ hóa. Câu số 48 ạ. Vinyl acetate là tên gọi của chất nào sau đây ạ? Vinyl acetate là tên gọi của chất nào sau đây? Vinyl nhá, vậy nó phải nhóm vinyl, nhóm là nhóm metin, toang ạ, không phải ạ. Được chưa? Vinyl này, nhóm vinyl này, vinyl đúng, cháu này là vinyl acetate rồi ạ. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Thường ở trong một cái đề thi trung học phổ thông quốc gia thì nó có 24 câu lý thuyết. Thế thì nếu mà các cháu mà làm đúng được 24 câu lý thuyết này thì ngay lập tức các cháu đã ăn được 6 điểm ạ. Ăn được 6 điểm rất là dễ thôi ạ. Với học chúng mình ạ, mình cày full lý thuyết các cháu nhé. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Comment thật nhiều đáp án lên ạ. Mình đến câu 49 rồi ạ. Tơ tằm và ni lông 6,6 thì đều là gì ạ? Tơ tằm và ni lông 6,6 thì đều là gì ạ? Cùng phân tử khối là sai ạ. Hai thằng này không thể có cùng phân tử khối được ạ. Bỏ ạ. Thuộc loại tơ tổng hợp, không phải tơ tằm là tơ thiên nhiên, đúng không ạ? Vứt ạ. Tơ tằm là tơ thiên nhiên, còn lại ni lông thì lại không phải tơ thiên nhiên. Có thành phần nguyên tố giống nhau, cái này đúng nhất, bởi vì nó đều có C, có H, có O và có N nhá. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Ok, rất là dễ ạ. Nào, các cháu ơi, mình sang câu số 50 rồi nào. Câu số 50 nào. Như cũ ạ. Bước 1 share video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án ngay lập tức nhận được quà của chúng mình ạ. Ở lần này chúng mình sẽ gửi quà cho 10 cháu comment đáp án nhanh nhất và chúng mình thuộc tên nhất. Bắt đầu tính từ giờ, bắt đầu tính từ giờ. Câu số 50 ạ. Câu số 50 ạ. Bắt đầu ạ. Khẩn trương lên ạ. Hello, chào Hướng Thành. Bước 1 xe video live stream lại về tường với hai comment đáp án ạ. Ok, Khải Hoa là cháu comment đầu tiên.
Khải Hoa xe chưa? Khải Hoa xe rồi, gửi quà. Một cháu đầu tiên nhận được quà. Chúng mình chỉ gửi quà cho 10 cháu thôi ạ. Đến từ 1 đến 10 ạ. Cháu số 1. Ok. Cháu số 2. Cháu này là cháu số 2. Cháu số 2 có quà rồi nên bây giờ lại nhường cho một cháu số 2 khác ạ. Hạnh đang ôm thi xem liệu có được không nào. Cháu số 2. Cháu số 2 này được rồi. Xe rồi. Bước 1 xe video live stream, chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Đấy, cháu số 2. Chúng mình chỉ tặng phần ở câu số 10, chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi ạ. Cháu số 3, Phạm Hoàng Dũng xem nào. Phạm Hoàng Dũng, cháu số 3. Ok, gửi quà cho Phạm Hoàng Dũng. Đấy, bước 1 xe video live stream, chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Ok, Công Đức, cháu số 4. Cháu số 4, ok. Chúng mình đang chữa đề của Sở Dục Hưng Yên đấy ạ. Ok, cháu số 4 Công Đức. Ok, gửi quà cho Công Đức. Ok, cháu số 5 Nhân Văn. Còn 5 cháu nữa thôi đấy nhá. Nhân Văn xe chưa? Nhân Văn xe là ui bạn này còn tổ chức xem chung nữa cơ. Quý bạn này thế nhỉ? Đấy, Nhân Văn. Gửi quà cho Nhân Văn. Bước 1 xe video live stream, chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Đấy, Đỗ Quang Đạt. Cháu này cháu số 6 này. Cháu số 6 này chưa xe, chuyển số 6 cho bạn khác. Nhân Văn có rồi. Cháu số 6 Thủy Tiên này. Thủy Tiên xe chưa? Thủy Tiên xe rồi. Đây, gửi quà cho Thủy Tiên đây. Cháu số 6. Cháu số 7 nào. Cháu số 7. Cháu số 7 Trần Thị Thanh Nhật. Hello, chào Trần Thị Thanh Nhật. Đây, cháu số 7, cháu này xe rồi. Cháu số 7. Ui, còn trường Trung học Phổ thông Tây Tiền Hải. À, cũng quê Trung Minh đấy. Đấy, hello, chào Trần Thị Thanh Nhật nha. Cháu số 8 Phát Tiến Nguyễn. Cháu số 8, mình còn hai cháu nữa thôi đấy. Mình còn hai cháu nữa thôi ạ. À, đấy, mỗi buổi livestream thì chúng mình luôn luôn có những cái món quà cực kỳ đặc biệt dành cho tất cả các cháu. Ok, Phát Tiến Nguyễn này. Cháu số 9 Đặng Xuân Hiền. Cháu số 9, cháu số 9 đây rồi. Cháu số 9 xe rồi, gửi quà cho cháu số 9 Đặng Xuân Hiền. Có quà luôn cho cháu nha. Cháu số 10 xem đã xe chưa nào. Cháu số 10 Phương Nguyễn. Ui giời, Chu Nhi phí quá. Xem Phương Nguyễn đã xe chưa. Ô Phương Nguyễn chưa xe kìa, may chưa. Chu Nhi may chưa. May cho Chu Nhi là do Phương Nguyễn chưa xe nhá. Chu Nhi xe rồi, có slot dành cho Chu Nhi. Ok, gửi quà cho Chu Nhi. Gửi quà cho cháu Chu Nhi. Ok, 10 cháu ở câu số 10 đã xong. Chúng mình xin phép gặp lại phần tặng quà các cháu ở câu số 60 các cháu nhá. Chúng mình xin phép phần tặng quà sẽ được tiếp tục ở câu số 60. Bây giờ mình quay trở lại câu số 50 ạ. Câu số 50, số electron ngoài cùng của nguyên tử kim loại thuộc nhóm 2A thì nó là 2E. Ok. Câu số 51 ạ. Trường hợp nào sau đây tạo ra muối sắt 2? Sắt thì không tan trong NaOH, vứt. Sắt tác dụng HCl dư thì tạo thành FeCl2 cộng với H2. Ok, B đúng luôn ạ. B đúng luôn ạ. Câu số 52. Câu số 52, phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai? Lưu ý ở đây là từ sai nhá. PVC được dùng làm vật liệu ngành điện ống dẫn nước, cái này chắc chắn đúng ạ. Rất nhiều bạn nam mà muốn tham gia cái nghề mà nghề cực kỳ hot bây giờ là nghề thợ sửa ống nước thì bây giờ phải chú ý là PVC được dùng làm dây dây bọc ạ, ngành điện và ống dẫn nước ạ. À đúng ạ. Tơ ni lông 6,6 được dùng làm áo mưa, túi ni lông. Túi ni lông nghe vẻ hơi điêu ạ. Polymethyl mesh agrate được dùng làm kính máy bay, đồ gia dụng, răng giả được ạ. Nitron được dùng để may quần áo hoặc dùng để dệt sợi len để đan áo rét được ạ. Vậy cái này dùng làm áo mưa, túi ni lông. Túi ni lông nghe vẻ có ổn không ạ? Nào đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây sai ạ? Tơ ni lông 6,6 ạ. Nào tơ ni lông 6,6 sai là gì ạ? À, sai là gì các cháu? 52 sai là gì ạ? 52 cơ mà. Phát biểu sai ạ. Ủa cái này khó quá nhở. Cái này căng thẳng đấy ạ. 52 nào. Xem nào. Đây có rất nhiều bạn đang cãi nhau đây xem nào. À, PVC được dùng làm vật liệu ngành điện ống dẫn nước là đúng rồi. Đúng không ạ? À, polybutene mesh agrate được dùng làm kính máy bay thì đúng, đồ răng dụng, đồ gia dụng đúng, răng giả thì liệu có đúng không? Đúng không ạ? Đấy, tơ nitron được dùng để may quần áo hoặc dùng để dệt sợi len để đen áo red thì đúng rồi. Vậy giờ mình phân vân giữa tơ nylon và polymethyl mesh agrate thì răng giả là toang ạ. Ai con đang mang đi dùng dùng kính làm răng giả đâu ạ? Thế thì cắn chết đúng không? Sai C ạ. Ok. Câu 53. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ? Nào. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? Etinamin. Etinamin.
Etinamin có tính lưỡng tính không ạ? Etinamin không có tính lưỡng tính ạ. C2H5 NH2 không có tính lưỡng tính. Acid amino acetic là cháu này ạ. H2N CH CH3 COH. Đầu này tính acid. Đầu này tính bazơ, vậy cháu này tính lưỡng tính thật. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Ok. Câu 54 ạ. 54 nào. Dung dịch H2O3 đặc không màu để lâu ngày ngoài ánh sáng sẽ chuyển thành màu gì ạ? Màu vàng ạ. Tại vì làm sao ạ? H2O3 đặc để lâu ngày thì nó bị tự phân hủy để tạo thành NO2 cộng O2 cộng H2O. Các cháu lưu ý nhá. Đấy thì NO2 có màu nâu đỏ nhưng mà nó tan với lượng ít thì nó tạo thành màu vàng, hơi vàng. Đấy các cháu lưu ý ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình Mialin ạ. Hãy giúp chúng mình share video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ, bởi vì chúng mình đang cứu gốc cho các bạn ạ. Câu số 55 ạ. Amin nào dưới đây là amin bậc 1 ạ. Amin bậc 1 thì nó có dạng là R1 NH2 đúng không ạ? Vậy cứ có NH2 thì nó là amin bậc 1. Cháu này là amin bậc 1, cháu này amin bậc 2, cháu này amin bậc 2, cháu này amin bậc 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. A của chúng ta là amin bậc 1 các cháu nhá. Đấy, rất là dễ thôi ạ. Câu số 56 ạ. 56 thử xem các bạn làm được không ạ. 56 xem các bạn làm đáp án gì ạ. 56 các bạn làm đáp án gì? Chất X tham gia phản ứng thủy phân ạ. Chất X tham gia phản ứng thủy phân. Khi đốt cháy hoàn toàn X cho số mol CO2 bằng số mol nước. Cái này không biết là nhiều cháu có làm được không ạ. Bởi vì số mol CO2 bằng số mol nước nên chắc chắn chất X của chúng ta phải là gì ạ? Chú ý là nó phải tham gia phản ứng thủy phân. Anh này là axit không thể thủy phân. Anh này ancol không thể thủy phân. Đúng chưa ạ? Thế mà thủy phân được vậy là este rồi. Thế mà số mol CO2 bằng số mol nước, vậy chắc chắn nó phải là este, no, đơn và hở. Chắc chắn nó phải este, no, đơn, hở. Vậy thì Ia không thể ạ, bởi vì đây là CH nối đôi CC. Không, đây là este không no ạ. Vậy este, no, đơn, hở là G ạ. CH3, CO, CH3 dễ không các cháu? Ui sao, quá dễ đúng không? Cực kỳ dễ ạ. Dễ hơn cả đề tốt nghiệp rồi. Câu 57 ạ. Câu 57. Lại là một câu nữa cho điểm nữa, biếu điểm nữa, mà nếu mà chúng ta sai câu này thì thực sự là buồn ạ. Đun nóng CH3COCH5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH cộng với NaOH thì thu được CH3COONa cộng với lại C2H5OH. Được chưa? Vậy thì đáp án đúng chúng ta phải bonus cho các cháu là anh này đây là phản ứng gì ạ? Phản ứng này phản ứng hoàn toàn các cháu nhá. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Câu 58 ạ. Hiện tượng nào xảy ra khi cho natri vào dung dịch CuSO4? Hiện tượng nào xảy ra khi cho natri vào dung dịch CuS4? Chỗ này các cháu phải thực sự chú ý vào đây ạ. Natri vào dung dịch ạ. Dung dịch CuS4 thì nó gồm gì ạ? Rất nhiều cháu bị nhầm đây nhá. Natri mà vào dung dịch CuS4 thì nó gồm có nước và CuSO4. Natri tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng với lại H2. Sau đó NaOH tác dụng với CuS4 để tạo thành CuOH hai lần, kết tủa màu trắng xanh cộng với lại Na2SO4 các cháu nhá. Vậy hiện tượng không phải là natri đẩy đồng nữa ạ. Cái này màu đỏ là sai ạ. Hiện tượng là gì ạ? Dung dịch nhạt màu xanh và xuất hiện kết tủa màu trắng xanh nhá. Dung dịch nhạt màu xanh và xuất hiện kết tủa màu trắng xanh. Sủi bọt khí không màu ạ, xếp xuất hiện kết tủa màu trắng xanh ạ. Đúng rồi, sủi bọt khí không màu là do natri tác dụng với hydro, có hydro sinh ra đây ạ. Để chọn đây, hydro sinh ra sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu trắng xanh CuOH hai lần. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 59. Câu 59. Câu 59. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 59 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lưu ý nha. Đề bài hỏi chúng ta là phát biểu nào sau đây là không đúng? Đề bài hỏi không đúng. Glucose và fructose đều bị khử bởi hydro, sinh ra cùng một sản phẩm gọi là sorbitol. Chính xác. Hai thằng đều tác dụng với hydro để sinh ra một sản phẩm là sorbitol. Fructose không dùng để tráng ruột phích do khi fruct vào dung dịch AgNO3 thì không xảy ra phản ứng tráng bạc. Không hẳn ạ. Fruct không dùng để tráng ruột phích thì đúng. Nhưng mà fruct vào dung dịch AgNO3 thì sinh ra phản ứng tráng bạc, cái này đúng. Được chưa? Thế thì bởi vì tại sao fructose không dùng để tráng ruột phích? Bởi vì fructose nó không phổ biến và không nhiều bằng glu nhá. Vậy không đúng là B. Chứ còn là glu và fructose là đồng phân cấu tạo của nhau là đúng. Trong công nghiệp glu được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột, xúc tác axit hoặc enzyme, các bạn cũng đúng. Ui, nhanh thế. Cái vấn đề này phải làm nhanh thật. Vèo phát đã sang câu 60 rồi các cháu ạ. Nào, 60 đáp án gì nào?
Lại như cũ ạ. Bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án, chú Minh sẽ gửi quà cho các cháu ở ngay câu 60 ạ. Nào chú Minh chờ đợi những bạn nào comment nhanh nhất của câu số 60. 60 nhá. Bước 1 xe video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Uầy, Hiếu Minh nhanh đây. Hiếu Minh này. Đây cháu này xe rồi. Cháu này xe rồi nhưng mà không gửi được tin nhắn cho cháu này. Cháu số 10. Ok. Cháu số 10 ạ. Hiếu Minh đã có quà, chú gửi ở phần bình luận Hiếu Minh nha. Cháu số 9. Cháu số 9, cháu này chưa xe rồi. Cháu số 9, cháu số 9 Thanh Tuyến xem nào. Cháu số 9 ạ, cháu này xe chưa? Cháu này xe rồi. Cháu số 9 đây. Cháu số 9. Đấy, bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Ok ạ, cháu số 9. Thầy chào Thanh Tuyến nha. Cháu số 8, Hiếu Bình như có quà rồi sao ấy? Tên quen lắm. Đây, Hiếu Bình chú Bình vừa comment rồi. Nhá, cháu số 8 An Nhiên. An Nhiên là 59 không phải. Cháu số 8 Thanh Tuyến nào. Thanh Tuyến xe chưa? Bước 1 xe video livestream ạ. Thanh Tuyến xe rồi ạ, gửi quà cho Thanh Tuyến ạ. Ok. Thanh Tuyến vừa nãy có quà rồi. Ok ạ. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án. Cháu số 8 ạ, Nguyễn Thành Trung ạ. Nguyễn Thành Trung chưa xe chưa có quà. Dòng mãi vẫn đi tìm cháu số 8 này. Cháu số 8 này, Thiên Ân ạ. Thiên Ân xe rồi. Gửi quà cho Thiên Ân luôn. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hãy xe bởi vì đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Ok. Chào Thiên Ân nhá. Đây chúng mình bây giờ gửi quà công nghiệp luôn. Thiên Ân là cháu số 8 này. Thiên Ân cháu số 8, Trần Văn Toàn là cháu số 7 này. Trần Văn Toàn là cháu số 7 ạ. Chưa xe ạ. Chưa xe ạ. Nguyễn Hồng Hải là cháu số 7 ạ. Số 7 chuyển xuống Nguyễn Hồng Hải ạ. Nguyễn Hồng Hải xe chưa ạ? Nguyễn Hồng Hải chưa xe ạ. Bước 1 xe cháu ơi. Lê Nguyễn Hữu Hiền này. Bước 1 xe chưa này. Lê Nguyễn Hữu Hiền xe chưa ạ? Bước 1 xe rồi. À, bước 1 xe đây là cháu này là cháu số 7. Cháu số 7. Cháu số 7 gửi quà luôn. À, cháu số 6 ạ. Cháu số 6. Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thúy Nga. Cháu số 6. Đây Nguyễn Thúy Nga đây rồi. Gửi quà cho Nguyễn Thúy Nga. Cháu số 6, cháu số 5 nào. Cháu số 5 là cháu nào này? Cháu số 5 Trần Văn Toàn. Trần Văn Toàn phải xe cơ cháu ạ. Cháu mà chưa xe thì cũng chịu. Cháu này vẫn cứ chưa xe chỉ có khoe mặt đẹp thôi. Cháu Duy Hiếu xe chưa? 6 số 5 đây, cháu số 5 là cháu Duy Hiếu đây. Duy Hiếu này là chưa xe rồi. Duy Hiếu chưa xe rồi buồn quá đi. Hướng Thành ạ, Hướng Thành xe chưa? Hướng Thành này, Hướng Thành xe rồi, ok, gửi quà cho Hướng Thành. Ủa, tôi chết, gọi cho Hướng Thành. Chết chết chết, đây gửi quà cho Hướng Thành ạ. Ok. Ok, đấy, cháu số 5 Hướng Thành. Cháu số 4 ạ. Cháu số 4 Phạm Trung. Cháu số 4 Phạm Trung chưa xe. Cháu số 4 Vũ Thị Thu Thủy. Cháu số 4 Vũ Thị Thu Thủy xe rồi. Gửi quà cho Vũ Thị Thu Thủy này. Đấy, cháu số 4. Cháu số 3. Cháu số 3 là cháu nào đây? Thành Long nào. Thành Long xe chưa? Đấy, Thành Long xe rồi. Cháu số 3 là Thành Long. Ok. Cháu số 3 Thành Long. Cháu số 2 xem nào, cháu số 2 cháu nào? Nguyễn Hiếu xem điệu có được không? Nguyễn Hiếu xe chưa? Nguyễn Hiếu xe rồi. Đây, cháu số 2. Cháu số 1 ạ. Nào, cháu số 1 nữa thôi ạ. Cháu số 1. Cháu số 1 là cháu nào? Ôi Ngọc Kiêng. Riêng tư thì phải xe lại đi cháu ơi, chuyển chỉnh lại đi, chỉnh lại đi. Cháu Thành Long xe rồi. Thành Long nghe tên quen đấy nhỉ? Hình như chúng mình vừa gửi qua rồi, đúng rồi. Còn một cháu nữa thôi ạ, còn một cháu nữa thôi. Một cháu về cháu nào ạ? Thành Long rồi. Thành Long rồi. Ôi sao tự nhiên chạy lại Thành Long Phạm Hòa. Đâu không phải. Không phải. Đây đây đây. Đây Thành Long Phạm Trung ạ. Phạm Trung ạ, cháu Phạm Trung ạ, Phạm Trung xe chưa? Phạm Trung chưa xe, vẫn Phạm Trung nhưng chưa xe. Đặng Quốc Huy ạ, Đặng Quốc Huy xe chưa? Còn một cháu duy nhất ạ. Đặng Quốc Huy xe rồi, gửi qua cho Đặng Quốc Huy hết 10 cháu may mắn nhất đợt này. Và hẹn gặp lại các cháu ở câu số 30 nhá. Câu số 30 chúng ta lại tiếp tục tặng quà. Bước 1 xe video đô live stream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Ok, thank you tất cả các cháu ạ. Ok, nào sang câu tiếp theo ạ. Câu số 60. 60 đáp án gì nhỉ? Kim loại nào sau đây có thể tan trong nước ở điều kiện thường? Nhá. Sinh ra dung dịch làm xanh quỳ tím. Tan trong nước ở điều kiện thường mà lại còn sinh ra dung dịch làm xanh quỳ tím. Vậy bari không tan trong nước điều kiện thường, kẽm không, sắt không. Chỉ có bari tan trong nước ở điều kiện thường để tạo thành BaOH 2 lần.
cộng với lại hero thì BA mất 2 lần làm dung dịch quỷ chuyển thành màu. Làm xanh quỷ tím đúng không ạ? Câu 61 ạ. Đốt cháy hoàn toàn một amino đơn chức. Amino đơn chức mạch hở. Amin chúng ta đơn no đơn chức CN H2N cộng 3N. Được chưa ạ? Mạch hở bằng oxy thì mình thu được CO2 và nitơ. Chúng ta tìm được số mol nitơ. Chúng ta tìm được số mol nitơ bằng 1,12 chia 2,4 thì bằng 0,05 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ các cháu nha. 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Ok ạ. 0,1. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có số mol CO2 bằng 4,48 chia cho 2,4 thì bằng 0,2. 0,2 vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon thì bằng 0,2 chia 0,1 thì bằng 2. Bằng 2 vậy suy ra cháu nó là C2H H mấy ạ? 2 nhân 2 là 4, 4, 3, 7. C2H7N. Vậy công thức phân tử của x của chúng ta là C2H7N. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video này bởi đây một video free ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu. Sang câu số 62 ạ. Ôi, đề này kiểm tra rất nhiều các câu về phần kiến thức lớp 11 nhé. Để phân biệt ba dung dịch NaCl, NaNO3, Na3PO4 có thể dùng hóa chất nào sau đây ạ? Thế thì chúng ta nhìn thấy có gốc Cl trừ, có gốc PO43 trừ, mình nghĩ ngay đến anh AgNO3 các cháu nhé. Đây là thuốc thử ở lớp 11 để tạo được thành AgCl kết tủa màu trắng, Ag3PO4 kết tủa màu vàng. Anh này không hiện tượng, một thằng màu trắng, một thằng màu vàng. Vậy hoàn toàn chúng ta nhận biết được rồi ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 63. Ủa ơi, câu 63 này hay cực. Câu số 63 này hay cực luôn ạ. Ok, nhân tiện đây chúng mình có giới thiệu về một chút về các khóa học lớp 12 của chúng mình ạ. Chúng mình có khóa học về live VIP, chúng mình có khóa học về full video. Các cháu hoàn toàn muốn đăng ký một khóa học nào thì hoàn toàn có thể inbox cho chú Minh ạ, bằng nick Vũ Tuấn Minh ạ, để có thể đăng ký khóa học ạ. Cắt nước quá. Em bây giờ đói này, nước cũng ngon ạ. Nào, câu 663. Số polymer được sử dụng làm chất dẻo ạ. Amylose không ạ? Amylopectin không ạ? Bọn này tinh bột ạ, chất dẻo có mà chết. Cellulose là gỗ ạ. Polyvinyl clorua là chất dẻo là một. Polyethylene là chất dẻo là 2. Nylon 6 là bọn gì ạ? Tơ rồi ạ. Polyacrylonitrile cũng là tơ ạ. Vậy chất dẻo chỉ có polyvinyl clorua và polyethylene thôi ạ. 1, 2 cháu ạ. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 64 ạ. Cho các kim loại sau đây, số kim loại tác dụng với dung dịch FeCl3 là. Lưu ý nha, số kim loại tác dụng với dung dịch FeCl3, trong dung dịch FeCl3 còn có nước. Chính vì vậy nên chúng ta sẽ thấy là natri tác dụng được với nước. Đồng có tác dụng được với sắt 3 không ạ? Đồng tác dụng với sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Ok ạ. Bà có tác dụng với sắt 3 không ạ? Không ạ. Magie tác dụng với lại sắt 3 cộng để tạo thành magie 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng ạ. Được chưa? Vậy mình có là 1 2 3 cháu, vậy mình có 3 kim loại thì đều tác dụng được với FeCl3. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò 3 cháu nhá. Câu số 65. Câu số 65 ạ. Trong thực tế để làm khô khí amoniac. Ui, đề này toàn lớp 11, chúng mình không thích cái đề này lắm nhỉ. Rất mặc dù rất là nhiều lớp 11 thì chúng mình thích, nhưng mà cái cấu trúc nó hơi bị lệch lạc một chút. Ở trong thực tế để làm khô khí amoniac là khí NH3. NH3 đây lẫn nước, thế thì phải sử dụng một thằng nào đó mà không tác dụng với cả NH3, không tác dụng với cả nước. Thế thì mình không thể sử dụng H2S4 được, bởi H2S4 nó tác dụng được với NH3. Nhất là H2S4 đặc có tính oxy hóa, NH3 lại có tính khử. Không thể sử dụng CuS4 khan được, bởi vì CuS4 thì có đồng 2 cộng thì nó tạo phức với NH3. Được chưa? Vậy mình còn P2O5 khan và CaO khan. Mình không thể sử dụng P2O5 được, tại P2O5 là oxit axit, nó tác dụng với NH3 tính bazơ mất. Đúng chưa? Vậy ở đây chúng ta ưu tiên sử dụng CaO. CO hấp thụ nước để tạo thành CaH 2 lần. Thằng này không ăn NH3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B các cháu nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Câu số 66 á. Ui, 66 dễ thế. Một ST đơn chức X. ST đơn chức X thì mình ký hiệu là CX HI O2. Phần trăm khối lượng oxy xấp xỉ bằng 36,36. Ở đây oxy bằng 32 chia cho phân tử khối của X thì bằng 0,3636. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được phân tử khối của X bằng 32 chia cho 0,3636 bằng 88 ạ. 88. Phân tử khối của x bằng 88. Ô, thế thì đơn giản thôi. Bây giờ sang bên này mình chỉ cần xem x là thằng nào thôi ạ. Xem thằng nào bằng 88 là chốt chặt luôn. Đúng không ạ? Ủa, dễ thế nhở? Anh này là bằng 84. Sau đi anh này bằng 86. Đúng không? Bằng 88 là gì ạ? C4 là 82.
Ngon lành cành đào luôn ạ. Ui thế này đi thi đại học mà đi thi trung học thông quốc gia mà thế này thì ngon quá, các cháu chúng mình đỗ hết đúng không? Khéo lại toàn 10 mang về tặng chúng mình. Câu số 67 nào. 17,8 gam amino acid X. 17,8 gam amino acid X chứa một nhóm NH2 và một nhóm COH. COOH. Được chưa? R NH2 17,8 gam. Tác dụng vừa đủ với ông dịch NaOH thì thu được muối. Được chưa? Muối chúng ta cộng với lại nước. Muối đây bằng 22,2 gam. Được chưa? Vậy thì số công thức cấu tạo phù hợp với x thì các cháu lưu ý ở đây nhá, các cháu lưu ý ở đây này. Chúng mình có một cái công thức giải cực kỳ nhanh bọn này là mình luôn luôn có số mol nhóm COOH đúng không ạ? Thì luôn luôn bằng số mol, ở đây là amino acid đơn chức rồi thì chính bằng số mol của amino acid và bằng m muối trừ đi m của amino acid chia cho 22 ạ, bởi vì đây tác dụng với NaOH. Vậy là bằng 22,2 trừ 17,8 chia 22 thì bằng bao nhiêu ạ? 272,2 trừ đi 17,8 chia 22. 0,2 mol ạ. Vậy số mol của amino acid này của chúng mình bằng 0,2 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối của nó. Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được phân tử khối của nó. Suy ra phân tử khối của amino acid là R cộng với 45 cộng với 14 cộng 2 là cộng 16 thì bằng 17,8 chia 0,2 thì bằng 17,8 chia 0,2 thì bằng 89 ạ. 89, vậy suy ra R của chúng ta bằng 89 trừ đi 16 trừ đi 45 thì bằng bao nhiêu ạ? 28. 28, vậy 28 vậy thì chắc chắn cháu nó chỉ có thể là cháu nào ạ? Đây ạ. H2N này, C C này, COOH là một cháu. Đây ạ, đây là CH2. CH2 kia cháu bấm xem đúng bằng 89 ạ. Cháu thứ hai ạ. Cháu thứ hai là cháu này ạ, CH3 CH NH2 COOH hai cháu ạ. Vậy đây ở đây đề bài nói là amino acid X, vậy thì amino acid X của chúng ta sẽ chỉ có hai công thức phù hợp thôi ạ. Đây là một cháu này và một cháu này ạ. Đây không hỏi là alpha amino acid nên là nó có hai. Chứ nếu hỏi là alpha amino acid thì lại chỉ có một thôi các cháu nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò có hai ạ. Ok, chúng mình rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Chúng mình giải như vậy thì các cháu có theo kịp không ạ? Chúng mình giảng có quá nhanh không ạ? Nếu mà quá nhanh thì các cháu comment xuống dưới để chúng mình biết, để chúng mình giảng chậm lại cho các cháu nha. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Giúp chúng mình tag tất cả các bạn bị mất gốc các cháu vào đây với ạ. Cảm ơn tất cả các cháu. Ok, sang câu 68 ạ. Câu số 68. Kim loại nào sau đây tác dụng với khí clo và dung dịch HCl tạo thành cùng một muối? Bạc không tác dụng với HCl. Đồng không tác dụng với HCl. Sắt tác dụng với clo tạo thành FeCl3, sắt tác dụng với HCl tạo thành FeCl2. Nhôm tác dụng với clo tạo thành AlCl3, nhôm tác dụng với HCl tạo thành AlCl3. B bỏ. 68 B bỏ. Wow, 69. Trời ơi, một câu đếm nhận định thật là phê ạ. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Nào, hãy comment đúng câu này để chứng tỏ mình là một người giỏi hóa. Ok ạ. Mình làm xong câu 68 là mình được 7 điểm rồi ạ. Bây giờ mình sang câu 6, 69, 7,25 đi ạ. Dipeptide gliala có phản ứng màu bí ở đây. Cái này sai hoàn toàn ạ. Phải là gì ạ? Tripeptide cơ ạ. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển xanh. Axit glutamic có hai nhóm COH, một nhóm NH2, nó làm quỳ tím chuyển đỏ không phải chuyển xanh. Metinformat HCOO CH3 và glucose C6H12O6. Cháu này công thức đơn giản nhất là CH2O. Cháu này công thức đơn giản nhất là CH2O. Vậy cùng công thức đơn giản nhất là CH2O là đúng. Ba đúng, mãi mới có một thằng đúng ạ. Metinamin có lực bazơ mạnh hơn ammoniac. Chính xác. Saccharose có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Chính xác tiếp. Metin acrylat, acrylat đây ạ. OOCF3 là mất máu dịch brom có nối đôi CC, mất máu dịch brom đúng tốt ạ. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là 1 2 3 4 ạ, chúng ta có 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Đấy, đáp án đúng chúng ta đáp án C ạ. Ok. Thấy không ạ? Thấy không ạ? Rất là dễ thôi nhưng mà cũng có rất rất nhiều bạn bị sai ạ. Ok, mình sang câu số 70 ạ. 70 rồi các cháu ơi. Nào nhanh tay share video livestream lại về tường và comment đáp án câu 70 nhanh nhất để chúng mình tặng quà cho các cháu nào. Thấy không ạ? Giải câu này dễ lắm. Cứ học theo chúng mình là nó dễ luôn.
Câu số 70 đáp án gì ạ? Bước 1 xe video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án câu 70 ạ. Chú Bình chỉ tặng quà cho 10 cháu nhanh nhất thôi ạ. Ở câu số 70 này 10 cháu nào nhanh nhất sẽ được tặng quà. Lại đếm ngược từ 10. Ngược trở lại đúng không ạ? Ui, rau và quả làm được câu này cơ. Ghê ấy. Được, xứng đáng học sinh. À, các cháu chú ý nhá, rau và quả là học sinh 2K3 của chúng mình ạ. Ok, 4 cái đạt Nguyễn ạ. Không phải 3 đâu ạ. 70 đây, Trần Huỳnh Quốc Huy cháu đầu tiên. Cháu đầu tiên. Rồi, gửi qua cho cháu. Bước 1 xe video live stream chú Minh lại về tường, bước 2 comment đáp án gửi quà luôn ạ. Bước 1 xe video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án gửi quà luôn. Trần Huỳnh Quốc Huy bất cần đời. Bước 1 phải xe nhá. Hãy xe video này bởi nó free ạ. Ok, cháu này xe rồi, gửi quà. Cháu số 2 ạ. Cháu số 2, chú Minh xin phép gửi quà cho 10 cháu ở mức câu 70 thôi ạ. Cháu số 2. Cháu số 3 nè. Meo meo là cháu số 3 này. Cháu số 3, ok, meo meo. Cháu số 3, vừa nãy chú Minh thấy có nhiều bạn kêu là comment mỏi tay quá. Đúng người, đúng thời điểm các cháu nhé. Đúng người, đúng thời điểm là có quà. Ok ạ. Cháu số 4, Quang Hưng ạ. Quang Hưng xe chưa ạ? Quang Hưng xe rồi ạ. Gửi quà cho Quang Hưng ạ. Ok, ui hôm nay có rất nhiều cháu lần đầu tiên được nhận quà của chúng mình nhá. Hôm nay có rất rất nhiều cháu lần đầu tiên nhận quà của chúng mình. Đấy, cháu số 4 ạ. Cháu số 4 Phương Thanh ạ. Chào Phương Thanh. Ô, Phương Thanh không lát được rồi. Phương Thanh inbox cho chúng mình nhận quà nhá. Lê Nhật Hảo này. Chưa xe ạ. An Nhiên ạ. Cháu số 5 ạ. An Nhiên cháu số 5. Cháu này xe rồi. Cháu số 5 gửi quà cho An Nhiên này. Ok ạ. Cháu số 6. Cháu số 6 Phan Thị Phương. Phan Thị Phương xe chưa ạ? Phan Thị Phương xe rồi. Gửi quà cho Phan Thị Phương cháu số 6. Nào cháu số 7 ạ. Cháu số 7 Đạt Nguyễn. Đạt Nguyễn xe chưa nào? Đạt Nguyễn khả năng cao xe rồi, biết ngay. Đạt Nguyễn xe rồi. Gửi quà cho Đạt Nguyễn ạ. Cháu số 7. Ok, cháu số 8. Cháu số 8 Hoàng Thị Thu Hậu. Hoàng Thị Thu Hậu chưa xe, chưa có quà. Cháu số 8 Nguyễn Minh Nghĩa. Nguyễn Minh Nghĩa xe chưa? Nguyễn Minh Nghĩa xe chưa? Nguyễn Minh Nghĩa chưa xe, chưa có quà. Trần Ngọc Tường xe chưa? Trần Ngọc Tường xe rồi. Gửi quà cho Trần Ngọc Tường cháu số 8. Ok. Cháu số 9 ạ. Cháu số 9 Đỗ Thu Trinh. Đỗ Thu Trinh. Đỗ Thu Trinh chưa xe nhường. Cháu số 9 là Nguyễn Tuấn. Nguyễn Tuấn xe chưa? Nguyễn Tuấn chưa xe nhường. Cháu số 9 xuống Đặng Linh. Đặng Linh xe chưa? Đặng Linh xe chưa? Đặng Linh chưa xe nhường. Cháu số 9 xuống Thái Sơn. Uầy, chuỗi này nhường kinh đấy. Thái Sơn xe chưa? Thái Sơn chưa xe nhường. Cháu số 9 xuống Hứa Đức Thắng. Hứa Đức Thắng. Hứa Đức Thắng chưa xe nhường. Cháu số 9 xuống Nguyễn Nguyệt Ánh. Wow, 10 cháu nhường nhau rồi. Nguyễn Nguyệt Ánh xe rồi. Cháu số 9, cháu này dự là rất là may mắn trong kỳ thi sắp tới đấy. Nhường cháu số 9 đến tận Nguyễn Nguyệt Ánh. 9 cháu nhường đến tận 6 số 9. Cháu số 10 ạ, Nguyễn Lê Na. Nguyễn Lê Na. Nguyễn Lê Na xe rồi. Ui, có một đứa số cực nhỏ. Có một đứa số cực nhỏ comment mỏi tay. Cuối cùng đến chữ mỏi tay của nó là cháu số 11 thôi. Tặng quà cho nó vì chữ mỏi tay này. Nhưng mà nó lại còn chưa xe. Chưa xe. Ôi, đáng như cháu có quà đấy. Cháu chưa xe thì cháu không có quà. Ok, 40 sẽ chúng ta sẽ lại tặng quà trở lại nhá. 40 chúng ta lại tặng quà trở lại, khổ thân chưa? Đấy, các cháu nhớ phải nhanh tay xe đi ạ. Bởi vì là nếu mà không may mắn tới thì chúng mình kiểm tra mình lại chẳng được may mắn nữa. Nào, sang câu số 70 ạ. 6,4 gamma G và Fe vào dung dịch HCl. Sau phản ứng chứa dung dịch chứa 3 chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Vậy chắc chắn là có MgCl2, FeCl2, HCl dư nữa. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch X thì chắc chắn mình thu được kết tủa đầu tiên là kết tủa AgCl. Đúng không ạ? Chắc chắn mình thu được kết tủa AgCl. Thế thì biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của nitơ, thế thì khả năng cao là câu này của chú Minh thiếu đề rồi. Sorry các cháu, câu này của chú Minh bị thiếu đề ạ. Câu này bị gõ thiếu đề ạ. Bởi vì ở chỗ này phải cho người ta biết rằng là à đâu, thu được ba chất tan có nồng độ bằng nhau. Sorry ạ, ba chất tan có nồng độ bằng nhau. A. Vậy thì số mol magie bằng số mol sắt. Bây giờ chúng mình nhìn đây là A, đây là A.
Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ tìm ra được ạ. 24A cộng với lại 56A bằng 6,4 ạ. A bằng ạ. Bao nhiêu ạ? 6,4 chia cho 24 cộng 56 bằng 0,08 ạ. A bằng 0,08. 0,08. 0,08. Đấy chưa? Thu được 3 chất tan có nồng độ bằng nhau. 0,08. 0,08. 0,08. Vậy ở đây bây giờ chúng mình bảo toàn gốc CL để chúng mình tìm được số mol của AgCl nhé. Được chưa? 0,08 nhân 2. 0,08 nhân 2 cộng 0,08 nhân 2 cộng 0,08 bằng 0,4 ạ. Vậy toàn bộ clo kết tủa hết 0,4 trong AgCl. Rất nhiều cháu đi tô đáp án luôn ạ, 0,4 nhân phân tử khối ạ, toang luôn ạ, bởi vì chúng ta còn quên mất một thằng ạ, là mình có sắt dương 2 cộng với lại bạc cộng ạ, để tạo thành sắt dương 3. Đúng chưa? Thế thì còn nhiều cháu là còn quên mất một điều nữa. Còn quên mất một điều nữa là sắt 2 cộng cộng với NO3 trừ. Đúng không ạ? Đấy, thế thì phản ứng này phải xảy ra sau nhá. Phản ứng này phải xảy ra sau cái phản ứng. Được chưa? Đây đây đây. Nào, sắt 2 cộng này cộng với lại H cộng này cộng với lại NO3 trừ này để tạo thành này sắt 3 cộng này cộng với NO này cộng với H2O này. Được chưa? Mình cân bằng phương trình nhá. 1, được chưa? Đây là 3. Vậy anh này là 3, anh này là 3, được chưa? Anh này là 1, 1 đếm oxy, 3 oxy trừ đi 1 về còn 2, đây là 4H cộng ạ. Thế thì số mol sắt 2 cộng ở đây bằng 0,08. Ở đây là cho Ag nó 3 dư ạ. Ag nó 3 dư. Thế thằng này dư rồi. H cộng của chúng ta còn dư là 0,08. Vậy ở đây suy ra H cộng hết. Ủa ơi, câu này hay đấy ạ. 0,08 chia 4 bằng 0,02. Thằng này lớn hơn 0,02, suy ra H cộng hết 0,08. Vậy suy ra sắt phản ứng là 0,08 nhân 3 chia 4 là bằng 0,06. Suy ra sắt 2 cộng của chúng ta dư là bằng 0,02. Chúng ta chỉ để ý đến sắt 2 cộng dư thôi ạ. Do sắt 2 cộng dư nó sẽ phản ứng tiếp với bạc cộng để tạo thành là sắt 3 cộng cộng với bạc. Số mol sắt 2 cộng là 0,02, suy ra số mol bạc cũng bằng 0,02 ạ. Bạc 0,02. Vậy ở đây chúng ta tìm được giá trị của m gam kết tủa là gồm bao gồm hai anh là AgCl và Ag. Được chưa? 0,02 nhân mở ngoặc đơn 1 nhân 108 cộng với 0,4 nhân mở ngoặc đơn 108 cộng 35,5 bằng 59,56 gam ạ. 59,56 gam. Và đáp án đúng ở đây chúng ta là đáp án C ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video này, bởi đây là một video free ạ, giúp chúng mình tag các bạn khá cứng của các cháu vào đây, bởi vì đây bắt đầu sang những câu bắt đầu khá cứng rồi ạ. Đấy, các cháu hiểu câu 70 không ạ? Đấy ạ, rất là hay ạ. Câu 70 là một câu rất là thú vị. Chúng mình rất là thích câu 70 này. Chúng ta sang câu tiếp theo ạ, câu số 71 ạ. Câu số 71 ạ. Thể tích cồn 90 độ. Thể tích cồn 90 độ. Khối lượng riêng 0,8. Thu được từ 1 tấn mùn cưa chứa 50% cellulose. Cellulose C6H10O5 hiệu suất cả quá trình là 70%, 0,7. Được chưa? Cồn thì ra được hai lần thằng C2H5OH. Các bạn cùng thử làm, cùng thử comment đáp án xem đáp án gì ạ. Cùng comment, cùng làm, cùng chứng minh xem đáp án gì ạ. Nào, vậy ở đây mình có nhá, 1 tấn mùn cưa mà chứa 50% cellulose. Vậy bây giờ chúng mình quy về kg đi ạ. 1 tấn thì nó bằng 1.000 kg. Được chưa? Chứa 50% vậy là nhân 0,5. Tìm được số mol là chia cho 162. Bằng bao nhiêu ạ? 500 chia 162. 3,08 thôi, chúng mình cứ để vậy đi. Được chưa? Thì suy ra này, 500 nhân 2 chia 1 là bằng 1.000 chia 162. Thuận nhân hiệu suất nhân 0,7. Được chưa? Ra được số mol ạ. Bây giờ phải tính số mol rồi ạ. 700 chia 162. Được chưa? Đây ra số mol nhá. Số mol này thì từ đó chúng ta tìm được khối lượng của C2H5OH. Đây số mol chúng mình cứ lấy bằng 4,32 đi ạ, 321. Vậy sẽ bằng là 4,321 nhân 46 nhá. Được chưa? Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được V nguyên chất sẽ bằng 4,321 nhân 46 bằng 198,76. 198,76 thì V bằng D bằng M trên V, V bằng M chia D. D ở đây đề bài cho bằng 0,8.
chia 0,8 bằng 248,45. Cuối cùng mình tìm được V dung dịch ạ. V dung dịch bằng V nguyên chất chia độ hiệu. V dung dịch bằng V nguyên chất chia độ hiệu. Chia độ hiệu, độ hiệu ở đây bằng bao nhiêu ạ? 90 độ, 0,9. 276. 276. Ơ, 276 thì tại sao lại thiếu nhỉ? Thể tích cồn 90 độ chia cho 0,9. Xem nào. Chúng mình chắc bấm nhầm đâu đấy. Sorry cả nhà. À, nhìn lại nhá. À, 1 tấn mùn cưa 1.000 nhân với lại 0,5 chia cho 162, được chưa? Nhân 2 chia 1, nhân 2 nhân 0,7 ạ, được chưa? Ra là số mol nhân 46. Được chưa? Nhân 46 này. À, chia cho độ hiệu, à, chia cho khối lượng riêng. À, D bằng M trên V, vậy V bằng M trên D chia 0,8 là ra được V. V bằng 248 là V nguyên chất, đúng chưa? Độ hiệu thì chia cho 0,9. Ơ, à, vẫn là 276. 276 cho. Hiệu suất của cả quá trình là 50. Thể tích cồn, ơ, thế chúng mình sai đâu? Độ hiệu chia 0,9. Không có sai luôn nha. Chiếu số mol á. Chúng mình nhân 2 rồi. Sai đâu nhỉ? 1 tấn mùn cưa là 1.000 này. Nhân với lại 50% này. Rồi này, chia cho 162 này. Nhân 2 này. Được chưa? Nhân 0,7 này. Đúng rồi, nhân 0,7 đây, 4,32 đây còn gì. Được chưa? 4,32 nhá. 1 tấn mùn cưa nhân 32. Rồi, 4,32 nhân 46 là ra khối lượng. Khối lượng này. Rồi, khối lượng thì chia cho 0,8. D bằng M trên V, M bằng D chia V. V bằng M trên D, M trên D chia 0,8. Được chưa? Chia cho độ hiệu. Thể tích cồn 0,9. Đúng mà, 276 mà. Đề bài bảo là thể tích cồn thu được, cồn 90 độ thu được, nó phải là 276 chứ nhỉ? Đâu có sai đâu. Không có sai một tẹo nào luôn. Đề sai chăng? Không, nhưng mà câu dễ này làm sao đề sai được. Để chúng mình tính lại một cái hẳn hoi xem nào. Khả năng cao dễ đề này sai lắm. À, mùn cưa chứa 50% cellulose C6H10O5. Chúng ta tìm được số mol điện. Bây giờ mình làm từ từ ạ. 1 tấn, 1 tấn là 1.000. Chứa 50% cellulose là nhân 0,5. Được bao nhiêu chia cho 162 thì bằng 1.000 ạ. Nhân 0,5 chia 162. 3,086. 3,086. Để chưa? Các cháu có tính ra như chúng mình không ạ? 2 lần C2H5OH. Hiệu suất của cả quá trình là 70%. 0,7. 3,086 nhân 2 nhân 0,7. Nhân 0,7 ạ. Được chưa? Nhân 2 nhân 0,7 bằng 4,32. 4,32 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của C2H5OH thì bằng 4,32 nhân với 46. Đây là M nguyên chất. Đến đây mình tìm được V nguyên chất sẽ bằng M nguyên chất chia cho 0,8. 4,32 nhân 46 chia 0,8 bằng 248,45. 248,45. Được chưa? Do ở đây có độ hiệu là 90 độ nhá. Độ hiệu là 90 độ. Vậy thằng này chia cho 0,9. Thế thì đáp án này sai rồi. 276,06. 276,06 ạ. Cái này mới đúng ạ. E. Ok, chúng mình tính đi tính lại 3 lần nữa. Đáp án E. Câu 72. Sao đề này vậy? Khả năng cao chắc là do bên nhà chúng mình gõ lại đề bị lỗi ạ. Xin lỗi các cháu, chắc là đây là do mấy bạn gõ đề bị lỗi. Ok, câu 72 ạ. Chứ đề của cả một sở chúng mình nghĩ là không ra khó này đâu. À, không ra sai này đâu. Câu 72 ạ. Câu lấy 8 điểm ạ. Hãy share video này bởi đây là một sự cố gắng miệt mài từ chúng mình cùng team mình liền ạ. Giúp chúng mình share video này lại và tag giúp chúng mình các bạn mục tiêu cao của cháu vào đây ạ. Thủy phân 125g protein X thu được 425 nhá. Thu được 425 alanin.
1 2 5 0 thì thu được 4 2 5 gam alanin. Được chưa? Thế vậy bây giờ 1000. Thế thì đề bài hỏi số mắt xích, vậy thì 4 2 5 alanin thì chúng ta được tìm được số mol alanin. Thì bằng là 4 2 5 chia 8 9 ạ. 4,775 ạ. Thôi thế này cho dễ đi ạ. Vậy bây giờ là 1000 ạ. Thế này đi ạ. 100.000. Thì thu được bao nhiêu ạ? Thì lấy 100.000 nhân với lại 425 chia 1250. 34.000. 34.000 gam alanin. Được chưa? 34.000 gam alanin, vậy chúng ta tìm được số mol của ala bằng 34.000 chia cho 89 bằng 382. Được chưa? 382 mol. 382 mol thì tương đương với lại 382 mắt xích đúng không ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dễ ợt. Câu 73. 73 73 73. Thủy phân STX có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân STX có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH dư thì thu được hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ Y và Z, trong đó Y có tỷ khối cho hydro bằng 16, 16 nhân 2 bằng 32. Y mà bằng 32 thì chắc chắn cháu nó là gì ạ? CH3OH. Mà cháu nó là CH3OH vậy thì este nó sẽ dạng là COOCH3. Vậy thằng còn lại của nó bắt buộc phải là C2H5. Vậy suy ra x của chúng ta có công thức là C2H5 COOCH3. Dễ không ạ? Chúng ta chỉ cần muốn cái bằng 32 thì thôi là chúng ta sẽ ngay tức chúng ta suy ra luôn. Ok ạ. Nào, C2H5COCH3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 74. Câu 74. Hòa tan 8,1 gam nhôm. Hòa tan 8,1 gam nhôm. Chúng ta tìm được số mol nhôm bằng 8,1 chia cho 27 bằng 0,3 bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng. Sau phản ứng kết thúc thì thu được Al2SO4 3 lần cộng với lại hydro 3. Anh này là 0,3. Đúng chưa? Đây là 2. 0,3 nhân 3 chia 2 thì bằng 0,45. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol ạ, 0,45 nhân 2,4. 10,08 ạ. 10,08 lít, đáp án đúng đáp án B bỏ. 10,08 lít, đáp án đúng đáp án B bỏ. Ok, rất là ngon ạ. Câu số 75 ạ. Ủa ơi. Sướng thế. 75 này. Nhúng thanh nhôm vào dung dịch COSO42M. Đến khi dung dịch không còn màu xanh, vậy là thu được Al2SO4 3 lần. Được chưa? Cộng với lại Cu ạ. Lấy thanh magie ra làm khô đâu không màu, sao lại lấy thanh magie? Lấy thanh nhôm chứ nhỉ? Sao ở đây lại thành thanh magie này? Chắc là đây là lấy thanh nhôm chứ đúng không ạ? Chúng mình thử giải theo lấy thanh nhôm nhé. Gõ lỗi rồi. Thì khối lượng thanh nhôm tăng 12,8. Khối lượng thanh nhôm tăng 12,8. Vậy ở đây chúng mình đặt đi ạ. Không còn màu thì đặt thằng này là amon đi ạ. Đây là 2 nhôm 3, 3. Đặt đồng là A thì anh này là bằng 2/3A. Anh này sẽ là 3A. Vậy đây mình có delta M 12,8 thì bằng M vào là đồng vào 64 nhân 3 trừ M ra là nhôm 27 nhân 2/3A. Vậy hoàn toàn tới đây thì tìm được A bằng, chúng mình tìm được A bằng 12,8 chia cho mở ngoặc đơn 64 nhân 3 trừ đi 27 nhân 2 chia 3 bằng lẻ. Vậy khả năng cao đây là magie rồi, nhúng thanh magie ạ. Thử xem có đúng nhúng thanh magie không ạ. Mình giải đủ kiểu luôn ạ. Magie mà vào dung dịch COSO4 thì thu được MgSO4 cộng với đồng ạ. Vậy ở đây mình sẽ có này. Đặt thằng này là A A A. Vậy anh vậy chúng ta có 12,8 thì bằng M vào là 64A trừ M ra là 24A. Suy ra A bằng, cái này khả năng cao tròn, 12,8 chia cho 40 0,32. A bằng 0,32 ạ.
Vậy đến đây chúng ta tìm được V 0,32 chia cho 2 thì bằng 0,16. Đáp án B 160. Ok, đề bị lỗi một chút ạ. Chỗ này phải là đáp án B ạ, 160 ạ. Ok, các cháu thông cảm tí nhá. Câu 76 ạ. Chúng mình sửa lại đề rồi. Ui, lấy 9 điểm này. Ui, đề này phải lấy 10 thôi. Học với chúng mình đề này phải lấy 10 thôi ạ. Câu 76. Hòa tan hoàn toàn 0,8 gam hỗn hợp của hai kim loại kiềm. Hai kim loại kiềm hóa trị 1, 0,8 gam thuộc hai chu kỳ liên tiếp vào nước dư thì thu được MOH cộng với lại 1/2 hydro. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 0,05 thì suy ngược lại được anh này là 0,05 nhân 1 chia 1/2 bằng 0,1. Vậy phân tử khối trung bình sẽ bằng 0,8 chia cho 0,1 thì bằng 8. Đúng không? 8 thì lớn hơn bao nhiêu? 8 thì chỉ lớn hơn 7, 7 là li-ti và nhỏ hơn 23, 23 là natri. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. 9 điểm ạ. Em nhưng mà lấy 9 điểm đề này dễ quá, chẳng thích mấy. Đúng không ạ? 9 điểm đề này dễ quá, chẳng có thích tẹo nào. Đúng rồi cháu. Có thích không ạ? 2K2 có thích không ạ? Dễ quá lại chẳng thích đúng không ạ? Dễ quá nhiều đứa bằng điểm mình chẳng thích. 77 nhá. Sang 77 nhá. Sẵn sàng sang 77 chưa ạ? Sẵn sàng chiến sang 77 chưa ạ? Comment chấm cái nào. Giải nốt 4 câu này rồi đi ngủ nào. 77 ạ. Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol C5H9O4N và 0,15 mol Y C3H9O3N là muối của axit vô cơ. Được chưa? Tác dụng hoàn toàn dung dịch cao hoặc đun nóng thu được ancol hai chức và một amin no. Đây cùng dung dịch carbon với ancol dung dịch T. Cô cạn T thì thu được hỗn hợp gồm 3 muối khan, trong đó có một muối của alpha amino acid. Đấy. Thế thì vậy bây giờ chúng ta phải giải này. Đấy, các cháu nhìn nhá. Thứ nhất thằng Y này là muối của axit vô cơ. Vậy chúng mình xử được luôn thằng Y. Thằng Y là muối của axit vô cơ thì chúng ta sẽ suy ra được Y của chúng ta là thằng C2H5NH3HCO3. Đây là thằng Y ạ. Thằng X ạ. Thế thì anh này thì khi mà tác dụng với KOH thì thu được là thằng amin là C2H5NH2, một amin no đây. Cùng số nguyên tử với carbon với ancol, vậy ancol này cũng phải có hai carbon ạ. Đúng không ạ? Và gì ạ? Và gì ạ? Đây các cháu nhìn xem và gì ạ? Và thằng nào ạ? Cùng nhìn kỹ xem ạ. Và thằng nào ạ? Đây nhá, nhìn nhá, đấy và thằng này. Thế thì cộng với lại một amin, thằng này không phải sinh ra amin mà thằng này sinh ra là K2CO3 rồi. Được chưa? Thế thì bây giờ thằng X C5H9O4N thì thằng X này bắt buộc phải chứa một ancol hai chức. Mà lại amin này lại cùng số nguyên tử carbon với ancol, vậy ancol hai chức này vậy chắc chắn nó chỉ là C này, O này, C này, O này. Đúng chưa? Được chưa? Đây là thu được một amin no thôi ạ. Vậy thì thằng này nó phải là COOH3NC2H5 và COO và một muối, đúng không ạ? Dung dịch T, T gồm 3 muối cơ mà. T gồm 3 muối là hơi căng. T mà gồm 3 muối là hơi bị ban căng luôn. Bởi vì đây là H9. Thế thì khả năng cao thằng này không thể là CH5, CH3, CO được. Bởi vì đây là một amin thì một amin no chỉ có nằm đây thôi. Bởi vì ở đây là 3 muối, trong đó có một muối của alpha amino acid cơ mà. Đúng chưa ạ? Thế thì vậy thì thằng X này của chúng ta suy ra thằng X này của chúng ta G chứa 3 muối rồi. 3 muối thì chúng ta có muối, một muối của chúng ta là K2CO3 rồi. Vậy thì bây giờ thằng X chúng ta chỉ có thể là COO, đây là HCOO này. Viết nào chuẩn nhỉ? COOCH đây. Đây là ancol nhá. Đây là ancol, ancol hai chức COO nữa này. Được chưa? Và ta còn một thằng nữa, đầu này là đầu phải là muối của amin, của alpha amino acid. Vậy bao nhiêu, còn bao nhiêu carbon ạ? 5 carbon trừ đi 1, 2, 3. Vậy là còn 2 ạ. C đây rồi. CH2, đây NH2. Đây cháu này ạ. Amino acid này ạ. Amino acid này là gly rồi. Đúng không? Vậy thì suy ra nó sẽ chứa muối khan của chúng ta
là muối, một muối là HCOK, HCOK. Và một muối nữa đây HCOK. Một muối nữa là H2N CH2COOK. Đấy, đúng thủ thỏa mãn ba muối nhá. Một muối alpha amino acid này. Được chưa? Một muối K2CO3, một muối HCOK này. Ancol 2 chức này. Ancol 2 chức là CH2OH đây, H2 đây. Và CH2OH này. Đúng chưa? Thỏa mãn luôn. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong G. Anh này đề bài cho chúng ta là 0,1 mol. Anh này đề bài cho chúng ta là 0,15 mol. Vậy bây giờ anh này là 0,1 thì cháu này là 0,1. Cháu này cũng là 0,1. Được chưa? K2CO3 thì bảo toàn kali ạ. Bảo toàn kali ạ. Xem nào, kali bao nhiêu ạ? K2CO3 bảo toàn gốc CO3. Đây, 0,15. Khối lượng phân tử lớn nhất, khối lượng phân tử lớn nhất thì trong này chắc chắn anh này rồi. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất. Thế đây bây giờ mình phải tìm được khối lượng thằng này. 0,1 nhân mở ngoặc đơn 14 cộng 2 cộng 14 cộng 44 cộng 39 bằng chia cho n cộng với thằng này là 0,1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 44 cộng 39 cộng 0,15 nhân 138 bằng nhân 100%, 27,97%. Ok chưa ạ? 27,97%. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhá. Thằng muối này có khối lượng phân tử lớn nhất đúng không ạ? Xem nào, có đúng không ạ? Cẩn thận chết, cẩn thận toang. Cẩn thận, anh này 138 này. Nhìn to nhất thôi. Đây là 14 cộng 2 cộng 14 cộng 44 cộng 39 bằng. Ui, 113 nhỏ 138, vậy là phải thằng này rồi. Tí chết. 0,15 nhân 138 nhân với bằng chia cho, ui tí chết nhá. Mở đơn này n cộng với này 0,1 nhân mở đơn tí chúng mình chết luôn 1 cộng 44 cộng 39 được chưa, cộng với 0,1 nhân mở ngoặc đơn 16 cộng 14 cộng 44 cộng 39 bằng nhân 100 51,23. Ui đề này lừa hay thế. 51,23 vậy là gần bằng 51,24, phân tử khối lớn nhất phải là K2CO3. Tí chết mày thế. Ui, có 78 nào các cháu ơi. 78 nào. 78. Có 78 này khả năng cao giải dài đấy. Chúng mình ok, có 78 này khả năng cao là dài đấy. Chúng mình xin phép tắt cam mặt nhá. Chúng mình xin phép là tắt cam mặt đi để có nhiều chỗ trống hơn để chúng ta giải. Ok, mình sang câu số 78 ạ. Câu số 78 ạ, cho 66,2 gam ạ. Cho 66,2 gam ạ. Căng phết đi ạ. Cho 66,2 gam. Hỗn hợp X của Me3O4 FNO3 2 lần. Nhôm tan hoàn toàn dung dịch chứa 3,1 mol KH4 loãng. Thế vậy ở đây chúng ta làm này ạ. Câu 78 nào. Hỗn hợp X của chúng ta gồm Fe3O4 này, FeNO3 2 lần này, nhôm này, tan hoàn toàn trong dịch chứa KHSO4 loãng này, 3,1 mol này. Được chưa? Hoàn toàn thu được dung dịch Y này, chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa. Muối sunfat trung hòa. Căng đi ạ. Vậy Y chúng ta sẽ chứa gì ạ? Sắt 3 cộng ạ. Có khả năng cao có cả sắt 2 cộng ạ. Có nhôm 3 cộng ạ. Có K cộng ạ. Đúng không ạ? Có khả năng cao có NH4 cộng ạ. Sunfat trung hòa có cả SO4 2 trừ ạ. Đấy là của Y ạ. Và 10,08 lít khí. Thế mình tìm được số mol khí. 10,08 chia 2,4. 0,45 ạ. Một khí hoa nâu trong không khí. Một khí hoa nâu trong không khí là khí NO rồi. Tỷ khối cho heli là 23/8. Vậy phân tử khối trung bình bằng 23 chia 18 nhân 4 bằng. Ủa? 23 chia 18 nhân 4 bằng 5,11. 5,11. Vậy điều này chứng tỏ có hydro. Đúng không ạ? Thế vậy bây giờ mình sử dụng đường chéo mình tìm được cái 5,11 này thì bây giờ mình phải tách ra đây ạ. Mình tách ra một cái nhỏ nhỏ ở dưới này nhá. Đây chúng mình tách nhỏ nhỏ ở dưới này.
NO này, NO này, H2 này, 30 này, 2 này. Đề bài cho là bao nhiêu? 23 phần 18. 23 phần 18 nhân 2 thì bằng 23 phần 9. 2 trừ 23 phần 9 ạ. Bao nhiêu ạ? 5 phần 9. 30 trừ 23 phần 9. Bao nhiêu? 247 phần 9. Eo ơi, lẻ thế. Eo ơi, lẻ, lẻ, lẻ toác luôn. Heli bằng 4 mà. Đúng rồi. Khí hoa nâu trong không khí NO. Z so heli là 23 phần 18. Z so với heli bằng 23 phần 18. Đúng rồi. Eo lẻ toác luôn. Cứ giải nốt xem nào. 5 phần 9 30 trừ đi 23 chia 9. Eo lẻ quá. 247 phần 9. 5 chia 9 chia n bằng 0,02. 0,02 vậy là gần bằng bao nhiêu ạ? 0,02 thì gần bằng bao nhiêu ạ? 1/50. Gần bằng 1/50. 1/50 thì nó cũng sao số mon lẻ nhỉ? Số mon quá lẻ các cháu ạ. Số mon cực lẻ luôn đấy ạ. Sao này ra tận 1/50 nhỉ? Z này liệu có sai thì không ạ? Heli. Heli bằng 4 mà hay hay đây chúng mình tính nhầm nhỉ? Phân tử khối của heli. À chúng mình đã nhân chưa? Thôi chết ạ, à, tôi chưa nhân. Sao ở đây lại là có 23 phần 2? 23 phần 18 nhân 4. Úi giời ơi. 46 phần 9. Thảm nào. Chàng đứa nào nhắc mình. 46 phần 9 ạ. À. Sorry cả nhà, 30 trừ 46 phần 9. Hai trăm hai mươi bốn phần chín. Cháu này là hai hai tám phần chín. Hai tám phần chín chia cho 224. 28 chia 224 bằng được rồi 1/8. 1/8 là tổng số mol của bọn này bằng 0,45. 0,45 mà chia cho 9 vậy mỗi phần bằng 0,05. NO bằng 0,05, HIRO bằng 0,4. Ok. Anh này bằng 0,05, HIRO bằng 0,4. Ngon lành anh nào nhá. Tiếp tục nhá, chiến tiếp nhá. Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp. Thế chỗ này cộng nước nữa. Chỗ này cộng nước nữa. Thế thì bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của nước nhá. Bảo toàn khối lượng. Chỗ này đề bài cho là 66,2 rồi. 66,2 cộng với m của KHS4 3,1 nhân với 39 cộng 1 cộng 96 bằng 421,6 thì bằng 466,6 cộng với 0,05 nhân 30 khối lượng của NO cộng 0,4 nhân 2 cộng m nước. Vậy tới đây chúng ta tìm được mở nước nhỉ? 66,2 cộng 421,6 trừ 466,6 trừ 05 nhân 30 trừ 0,4 nhân 2 bằng 18,9. Vậy mình tìm được số mol nước luôn. 1,05 mol nước ạ. 1,05 mol nước. Tới đây bây giờ chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Trong này là bằng 3,1. Thì bằng hydro trong NH4. 4 lần số mol NH4 cộng với lại 2 lần số mol hydro cộng 2 lần số mol nước. Suy ra mình tìm được số mol NH4 cộng 3,1 trừ đi
2 nhân 0,4 trừ đi 2 nhân 1,05 bằng chia 4 bằng 0,05 ạ. Ok chưa? Bây giờ tiếp tục mình đi bảo toàn nitơ. Bảo toàn nitơ thì bây giờ NH4 mình biết là 0,05 rồi nhá. Vậy nitơ ở với phải chúng ta là gồm 0,05 cộng 0,05 thì bằng 0,1. Được chưa? Chia cho 2 thì anh này bằng 0,05. Được chưa? Cuối cùng bây giờ mình đi bảo toàn oxy ạ. Cuối cùng giờ mình đi bảo toàn oxy ạ. Bảo toàn oxy thì mình có ạ. Đề bài hỏi cái gì phần trăm của nhôm mà đúng không? Bảo toàn oxy thì mình có đây. SO4 chú huyết vào đây là 3,1 rồi. Bấm máy tính thôi ạ. 1,05 nhân 1 cộng với 0,05 nhân 1 cộng với 3,1 nhân 4. Được chưa? Trừ đi 3,1 nhân 4 trừ đi 0,05 nhân 6 bằng 0,8 chia 4 bằng 0,2. 0,2 ạ. Đây bài hỏi phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X. Xong rồi đấy. Mình tìm được khối lượng nhôm luôn, 66,2 trừ đi 0,2 nhân với 232 trừ đi 0,05 nhân mở ngoặc đơn 56 cộng 62 nhân 2 bằng 10,8. Vậy mình tìm được phần trăm khối lượng của nhôm chia cho 66,2 nhân 100%. 16,31%. Vậy gần bằng đá giá trị là C. Ok ạ. Ngon lành cành đào chưa? Xong câu 78 ạ. Các cháu có hiểu không ạ? Các cháu có thấy có dễ hiểu không ạ? Đấy, xong câu 78 là mình được 9,5 điểm rồi. Được 9,5 điểm rồi ạ. Mình sang câu 79 nhá. Mình sang câu 79 nhá. Ok chưa? Câu 79 nhá. Hỗn hợp khí E 79. Hỗn hợp khí E gồm một amin bậc 1. Hỗn hợp khí E này gồm một amin bậc 3 sorry, gồm một amin bậc 3 no đơn chức hở và hai ankin. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol. Đây nha. E gồm amin bậc 3 này, E này. Amin bậc 3 no đơn. Được chưa? Và hai ankin. Hai ankin. Thế thì ở đây mình quy đổi amin bậc 3 nhá. Amin bậc 3 sẽ là bằng NH3 cộng với lại K nhóm CH2. Được chưa? Ankin thì mình quy đổi thành về CH2. Được chưa? Và trừ đi H2. Đây là mình đặt là K thì chỗ này mình đặt là H điện. Được chưa? Thế thì vậy thì suy ra hỗn hợp E của chú Binh sẽ quy đổi là về gồm gì ạ? NH3 A mon, đúng không? H2 trừ B mon và gì? CH2 C mon, được không các cháu? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng mình sẽ có là số mol hỗn hợp E sẽ chính bằng là A cộng B và bằng là 0,15 như đề bài cho. Được chưa? Thứ hai chúng mình sẽ có là số mol của oxy thì có phải chính bằng, mình viết phương trình cháy này nhá. Mình viết phương trình cháy ra. Cái này chúng mình làm nhiều thì chúng mình quen ạ. 0,75A trừ đi 0,5B cộng với 1,5C thì bằng 0,5 ạ. Chỗ này các cháu cần viết phương trình cháy NH3 cháy trong oxy, hiđro cháy trong oxy, CH2 cháy trong oxy, cân bằng oxy là sẽ ra cái này. Cái này chúng mình biết nhiều nên quen. Được chưa? Bằng 0,5 nhá. Cuối cùng ạ, đề bài cho chúng ta gì ạ? MCO2 cộng M nước nhá. Vậy ở đây chúng ta sẽ có này. Đây này, dẫn toàn bộ F, F ở trong này gồm có CO2 nước nitơ này vào KH4 đặc và đứng thấy bình đựng tăng thêm 20,8. Vậy mình có là MCO2. Mình có ở đây là MCO2 cộng với M nước thì như đề bài cho bằng 20,8. Và hơn nữa thì chúng ta lại có MCO2 thì có phải là bằng carbon chú huyết trong này đúng không ạ?
44C không ạ? Cộng với lại nước ạ, nước thì gồm có nước ở trong NH3 và nước ở trong H2 ạ. Thì bằng 18 lần nhân với cái NH3 này cho ông ta là 3 chia 2 thì bằng là 1,5A. Thằng này là nước thì là trừ đi, trừ nước đúng không? H2O thì vất ở đây là trừ B. Được chưa? C thì có H2 thì lại cộng với lại C. Được chưa? Thế là chúng mình có hệ phương trình. Chúng mình giải hệ phương trình này nhá. 1, 3. 1 bằng 1 bằng 0 bằng 0,15 bằng 0,75 bằng trừ 0,5 bằng 1,5 bằng 0,5 bằng 4. À từ từ. 1,5, 1,5 nhân 18 bằng trừ 18 bằng 18 bằng, sorry nhầm, 18 cộng 44 bằng, được chưa, D3 20,8 bằng A bằng 0,04, B bằng 0,11 và C bằng 0,35. A bằng 0,04, cái thằng trừ, thằng B bằng 0,11, C bằng 0,35. Được chưa? Thế thì vậy, vì vậy nên là suy ra chúng ta sẽ suy ra một cái điều này. Suy ra ở đây ạ. Được chưa? Số mol của CH2 thì có phải chính bằng 0,04 nhân K không ạ? Cộng với lại 0,11 nhân H không ạ? Đúng không ạ? Thì đây số mol CH2 ở đây đề bài cho ta bằng 0, chúng ta tìm được bằng 0,35. Một phương trình nhá. Vậy suy ra ở đây chúng ta nhân lên chúng ta sẽ được là 4K cộng 11H thì bằng 35. Được chưa? Thế cả nhà nhìn nhá, do anh này là amin bậc 3 nên ít nhất nó phải là có 3 carbon trở lên. Nên là K này phải lớn bằng 3. Suy ra K phải lớn hơn bằng 3. Được chưa? Ok không ạ? G là số H là, sorry, H là số nguyên tử carbon trung bình. Nên là H phải lớn bằng 2. Thế bây giờ chúng ta sẽ có nhá. Với K bằng 3, thường hay vào thằng đầu tiên, với K bằng 3 thì suy ra H của chúng ta bằng bằng 35 trừ đi 4 nhân với lại 3 bằng chia 11 bằng bao nhiêu? 23/11. H bằng 23/11. Được chưa? H bằng 23/11. Thế thì vậy suy ra khối lượng của E sẽ bằng, đây ạ, chúng ta đã tìm được K rồi, chúng ta đã tìm được H rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm được khối lượng của E thôi. Thực ra khối lượng của E đây chính bằng cái bọn này rồi, chẳng cần tìm bọn đây. 0,04 nhân 17 cộng với lại trừ, cộng với lại 0,11 nhân trừ 2 cộng 0,35 nhân 14 bằng, sao gì nhỉ? Không phải, chỗ này sao lại lỗi vậy nhỉ? 0,04 nhân 17 cộng 0,11 nhân trừ 2 cộng ạ, cộng 0,35 nhân 14 bằng 5,36 ạ. 5,36 đây là khối lượng của E. Đây ạ, bằng 5,36 gam. Được chưa? Bằng 5,36 gam. Đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng amin trong hỗn hợp E. Phần trăm khối lượng amin, bây giờ chúng ta cần tìm amin thôi ạ. Thế thì đây ME bằng 5,36 rồi. Được chưa? Thế thì amin chúng ta bây giờ thường nó là thường nó là gì ạ? Thường amin đề bài hỏi là phần trăm khối lượng của amin trong hỗn hợp E thôi. Bây giờ mình tìm amin là xong. Thế thì nói thế nào cho nhỉ? Amin bậc 3. Đúng không ạ? Amin bậc 3 thì ít nhất là có 3 nguyên tử carbon. Thế mà đây là K bằng 3 và G bằng là và H bằng 23/13 thì nó là cái thằng mà thành công duy nhất rồi, không còn thằng nào được nữa. Nhá. Vậy thì suy ra một điều ạ. Suy ra một điều ạ. Thằng amin chúng ta chắc chắn nó là CH3 3 lần N, thường là đi theo thằng dãy đồng đẳng, đầu dãy đồng đẳng đúng không? Không còn thằng nào nữa, đúng không? Bởi vì là K bằng 3 rồi mà.
Đúng không? Vậy cao bằng 3, vậy bây giờ chúng ta đi tìm số mon ạ. Số mon ạ, số mon của anh này thì chính bằng số mon NH3 luôn ạ, bằng 0,04 luôn. Đúng không? Vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng luôn. 15 nhân 3 cộng 14 bằng chia 5,36 bằng 44 nhân 100 44,02. 44,02%. 44,02%, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 44,03. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 44,03%. Ok không ạ? Các cháu thấy kinh điển không ạ? 79 quá kinh điển. 80 nào. EJ. 80 câu cuối cùng nhá. Bot ạ, câu 80 bot điện. Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm vân ba la ba la ba la ba. Vậy bây giờ hỏi, đây chúng ta phải tổng hợp lại thế này ạ. Chúng ta phải tổng hợp lại chúng ta mới làm được, không là toang luôn ạ. Không là toang luôn ạ. 25,24 hỗn hợp X gồm nhôm, magie, Cu, nhôm, magie, Cu. Ồ. Oh. Khả năng cao đây có nhầm, khả năng cao này là bạc. Tác dụng vừa đủ với dung dịch H2O3 787,5 gam 20%. Thu được dung dịch Y chứa A gam muối càng đấy ạ. Và 4,48 lít là 0,2 mol khí Z gồm N2O N2 thì khối của Z so với hydro là 18, 18 x 2 bằng 39, 39 vậy thì 39 cháu này là 44, cháu này là 28, thằng này trừ thằng này bằng 44 trừ 39 bằng 5. Thằng này ta trừ thằng này 28 trừ 39 bằng 11. Ui lẻ thế. Đúng nhỉ? N2 và N2O á. N2 và N2O thật lẻ. Thường thì để lẻ thế này thì như chú Minh nghĩ là thường hay có khả năng cao là để bị lỗi các cháu ạ. Thôi có lẽ phải xin phép các cháu thôi, để chú Minh kiểm tra là cái đề này gõ hơi bị lỗi nhiều. Đề này gõ hơi bị lỗi nhiều các cháu ạ. Đề này gõ bị lỗi nhiều đấy. Câu 88 này khả năng cao là sai đề. Chỗ này chúng mình đã không ưng được. Chỗ này càng không ưng bởi vì không bao giờ ra được 11/5. 11/5 với 0,2 không bao giờ lại được. Nhá. Và cả nhà đợi chúng mình thì chúng mình check lại đề. Xong rồi ngày mai chúng mình sẽ giải nốt cho các cháu nhá. Được không ạ? Ok không ạ? Cả nhà ơi, khả năng cao là cái câu số 80 này nó bị lỗi đề. Bởi vì là bởi vì không bao giờ có cái chuyện 0,2 và cho tỷ lệ là 11 với lại 5 được. Thế nên là cả nhà đợi chú Minh để chốc chú Minh check đề, sau rồi chú Minh sẽ gửi lại đề và chú Minh sẽ chữa lại cái câu này sau nhá. Ok, tối mai mời cả nhà xem chú Minh chữa đề Sở Giáo dục Hà Nội cực kỳ xịn luôn ạ. Ok, và hứa là sẽ không có sai đề nữa. Ok, còn tối nay thì bye bye, chào tạm biệt cả nhà nhá. Hẹn gặp lại. Bye bye. 38 thì à từ từ. 10/6. Bye bye.